dẫn đường đến Vinhome Smart City. Ok, lâu lắm rồi mới kiếm được một con Toyota để review. Toyota Cross bản V. À quên, bản G chứ. Ngày xưa mình vẫn bảo anh em là mua Cross thì nên mua bản G hoặc là bản V thôi, chứ đừng mua bản Hybrid. Thì có lẽ là cũng nhiều người nghe, ui con này còn đổ cả ghế rồi này. Như bản G là ghế không có điện đúng không? Cơ hết thì con này độ lên hết rồi. Nhiều anh em nghe mình thì đâm ra là bản Hybrid thì bán được rất ít. Con này mới chạy được có 7 vạn thôi. Toyota thì chạy 7 vạn thì chả vấn đề gì cả. Như hôm vừa rồi xem màn hình các thứ thì đúng thật là năm nay các thương hiệu màn hình họ gần như là chỉ tập trung vào phát triển vào những cái tính năng thôi, chứ còn rất là ít cái sản phẩm mới. Thì IK là một cái thương hiệu chuyên về đồ phụ kiện xe mà mình rất là thân thuộc rồi, anh em thấy là mình luôn luôn đi theo, đi kèm với cả IK. Thì năm nay gần như là họ chỉ phát triển về câu chuyện là nâng cấp những cái phần mềm và những cái tính năng, những cái giao diện mới để cho mọi người có cái trải nghiệm sử dụng tốt hơn. Đặc điểm một cái mà oách nhất của họ năm nay là họ phát triển cái G-Speed này. Đấy, anh em thấy không? Nó cảnh báo về tốc độ, cảnh báo về tất cả các thứ rất là tiện dụng. Mọi người có thể an toàn hơn khi mà tham gia giao thông. Mình đánh giá là khá chính xác, kể cả trong nội thành cũng như là ở ngoài ngoài ngoại tỉnh, chạy quốc lộ rồi là liên tỉnh, liên thôn các thứ thì nó cảnh báo cũng tương đối là chính xác. Cái con Cross này thì hiện tại đang được được lắp cái màn hình Android 2K LVOS 5. Năm nay thì mọi màn hình nó mọi người đều thiên về cái hướng độ phân giải cao là 2K và màn hình rất là đẹp rồi. Và đặc biệt là duy nhất là trên thị trường là con này hiện tại bây giờ đang dùng Android 12. Đó cũng là một cái mới, tất cả cái màn hình hiện tại nó chỉ Android 10 thôi. Con này nó lên 12 rồi. Nó hoạt động nó như một cái máy tính bảng cái loại tốt nhất. Mình nhìn xem này, mọi thứ này nó đều theo cái hướng nó cực kỳ mượt mà. Và đấy, những cái giao diện này trước thì không bao giờ có đâu, nhưng mà những cái widget thì bây giờ nó đã có sẵn hết ở bên ngoài như này rồi. Anh em thấy quen thuộc không? Ngoài những cái giao diện chuẩn ra thì mình có thể thay đổi những cái widget ở trên màn hình. Rất là đẹp. Có thể thấy là ngày xưa anh em nhớ là những cái màn hình Android nó loanh quanh nó chỉ là một cái mảng không, nó chẳng có cái gì cả. Thì bây giờ các hãng bắt buộc là người ta phải nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng cách là sáng tạo, làm ra những cái giao diện mới dựa trên những cái nghiên cứu về cái nhu cầu của khách hàng, những cái đa số anh em thích như thế nào. Thì bây giờ các hãng họ cũng phải tập trung vào để họ nâng cao cái trải nghiệm đó lên. Thì đây là một cái giao diện mới của IK lắp trên màn hình LEVIEW. Tập trung vào cái phần chính đó là gì, là những cái mà chúng ta cần nhất khi mà đi trên đường này. Đâu, Google Map này, dẫn đường này, thì nó đã thành một cái phần rất là lớn, chiếm gần hay như là gần hết những cái diện tích ở trên trên cái màn Android luôn. Và chúng ta có thể là dễ dàng để nhìn và quan sát.
Tiếp đó thì nó sẽ có cái phần cảnh báo về tốc độ. Đây, G-Speed, chúng ta có thể, mọi người để thấy không, là cái cảnh báo tốc độ của Google và cái cảnh báo của G-Speed nó cũng tương đối là khớp với nhau. Về phần cái này nó chỉ là bằng GPS thôi, thế nhưng mà có thể thấy là hai cái phần mềm nó khá là tương đồng với nhau luôn về mặt chỉ số luôn. Tức là gì? Tức là cái độ xịn của nó là như nhau rồi. Ở đây nếu mà chúng ta so ông G-Speed IK với cả cái phần của Google thì nó cũng là một gọi là ông tí hon đấy, của ông khổng lồ đấy, nhưng mà có thể thấy là về mặt những gì nó thể hiện trên này thì chúng ta thấy nó tương tự. Và để mà mong chờ việc Google họ cho dùng cái cảnh báo tốc độ ở Việt Nam thì chắc là còn lâu lắm, nhưng mà thôi dùng tạm IK này cũng được. Tiếp đấy thì nó sẽ đến phần media âm nhạc, thì mọi người thấy là đấy, nó IK họ có một cái phần mềm nghe nhạc riêng của họ, họ lấy âm nhạc từ khắp nơi về. Mình rất là thích, mình dùng con D5 ở trên con SA thì tức là gì? Tức là họ hiểu được cái tâm lý của anh em lái xe đường dài hoặc là anh em lái xe nhiều trong ngày ấy, là gì, là nhạc là luôn luôn thích có một cái album hoặc là có một cái playlist riêng để mà có thể là nghe mà không phải tính toán, không phải lựa chọn quá nhiều, thì họ có những cái list nhạc như vậy. Đấy, em thích nhạc gì thì cứ thế là nó chạy thôi, cứ nghe mãi. Ví dụ mình thích nghe bolero thì gần như là cả cái quãng đường của mình là mình cứ nghe một cái loại bolero và không phải lựa chọn gì cả, cũng khá là tiện. Đấy, bò lên trên này cái thứ thì còn một cái màn hình thì mình nghĩ là nó chỉ cần đến như vậy thôi, không cần gì quá nhiều mất thời gian cả. Rồi, đây là phần âm nhạc, cái phần nó gọi là giải trí của những cái thiết bị của IK thì rất là hay. Nó có TV này, đấy, các loại ui, mẹ, trên màn 2K này nhìn nó cũng khác. Mình xem cái này nhưng mà xem ở trên cái màn hình trên qua con Android Box, con D5, nhưng mà xem ở trên cái màn hình của Lush nó độ phân giải nó kém, mình xem nó cũng khó chịu, nhưng mà lên con này khác nhìn nó khác hẳn luôn. Và tiếp theo là một cái cũng khá là mình đánh giá rất là cao, đó là cái hệ thống cảm biến xuất lốp. Cái này thì nó ăn vào màn hình xong rồi nó còn hiện ra một cái cảnh báo như thế này thì rất là tuyệt vời. Đấy, cái cảm biến xuất lốp của IK nó còn ăn luôn cả vào trong cái hệ thống của xe này. Mọi người nhìn này. Đấy, nó hiện lên ở trong này. Quá xịn luôn. Thực ra thì cái câu chuyện có sự so sánh giữa cái màn Android và cái Android Box thì Android Box thì không bao giờ nó được như cái màn Android cả. Lúc nào nó cũng lag, lúc nào nó cũng chậm hơn một tí. Thế còn cái sự mượt mà rồi tất cả các thứ thì bắt buộc là phải sử dụng cái này rồi. Mở cam bên trái. Đấy, camera. Có một cái đặc biệt là đối với những cái xe mà nó có cái màn điện tử ấy, thì tất cả những cái thiết bị màn hình của IK các thứ lên thì nó sẽ thể hiện được cái phần đánh lái rất là rõ ràng. Đấy, đánh lái, đánh liếc các thứ nó rất là chuẩn luôn này. Đây là phía đằng trước này. Đó. Khi mà chúng ta đang vào số D, đây đang ở số D thì phần đánh lái cam bớt này nó sẽ chuẩn như này. Cái này còn có cả này, anh em nhìn cái căn lốp ở bên cái đường này nó cong nên là ở đây nó thể hiện cong rõ ràng này luôn. Còn bên này nó thẳng thì nó thẳng đẹp như này. Hai bánh xe đấy, khi mà chúng ta về số lùi thì ngay lập tức nó sẽ lên cả cái đánh lái của camera lùi. Chị đây review bánh trước. Tức là bánh trước nó sẽ vảnh ra như thế nào, có thứ thì nó sẽ có đầy đủ hết các thứ thông tin như này. Rất là xịn, dự là còn xịn hơn cả xịn luôn. Bởi vì là những cái camera xịn thì nó lại sẽ không có những cái, tức là cái xịn theo xe ấy, mà đặc biệt là của các ông xe Nhật thì nó không bao giờ có được những cái tính năng như vậy.
Ngoài ra thì cái màn hình này nó cũng sẽ đi kèm với cả cái phần mềm AEK theo dõi xe. Cái đấy thì mình cũng đã từng thể hiện ở trên trên con bóc rồi, nhưng mà con này nó sẽ như vậy. Cái phần mềm đấy đi cực hay luôn. Nó ghi lại hành trình trong ngày, rồi nó định vị được xe ở đâu, xem được tốc độ như thế nào, tính được tốc độ trung bình, chọn được bài hát, tất cả các thứ là người ngồi sau có thể điều khiển được. Cái này mình đang để trên con SA của mình. Đấy, cái này nó nhìn nó cũng xịn. Nó cũng ví dụ anh em ngồi sau, anh em có thể chọn nhạc, chọn nhiếc các thứ, thì nó cũng là một cái mà mình đánh giá là rất là hay ở trên cái hệ sinh thái của bên này cả. Lợi thế của những chiếc SUV đó là chúng ta có thể leo lên vỉa hè dễ. Lâu ngày không đi xe Toyota, thế nhưng mà con này chạy hay phết đấy chứ nhở. Tính nói gì thì nói, nó cũng là một cái xe mà bán được nhiều nhất của Toyota ở thị trường Việt Nam ở trong những năm gần đây. Thì bán được nhiều thì đương nhiên là nó cũng phải có cái hay thì người ta mới mua rồi. Mình vẫn khuyên anh em là thôi, mua thì mua cái bản base biết cái thứ cũng được, nhưng con này nó sẽ thiếu so với cả cái bản trên của nó, là không có cái phần safety sense hay là cái phần những cái tính năng ADAS an toàn của Toyota. Nhưng mà chả sao cả, lái xe thì cái đó nó chỉ là phần thêm thắt vụn vặt thôi, chứ nó không phải là yếu tố chính. Tất cả mọi thứ thì chúng ta mình nói rồi, ô tô thì cái gì cũng thể độ được trừ cái cửa sổ trời ra thôi. Thì nên là bây giờ năm nay là năm khó khăn, mua cái gì nó cũng khó, ô tô thì nó rẻ, mặc dù là ô tô mới nó rẻ, thế nhưng mà nó sẽ kèm theo là ô tô cũ nó cũng rẻ luôn. Thế thì chúng ta cái việc mà tìm kiếm cơ hội để mà đổi ô tô nó là một cái việc nó không dễ tí nào cả. Cuối cùng thì thôi thì nâng cấp những cái tính năng ở trên cái xe cũ thì nó cũng là một lựa chọn không tồi. Thêm một ít tiền vào thì cái xe nhìn nó khôn hơn, rồi nó nhiều những cái thứ mà nó thông minh hơn, thì nó cũng là một cái mà mình nghĩ là nên là như vậy. Anh em bây giờ cứ nhìn những cái mẫu xe mới ra nó có cái này cái kia rồi nó hiện đại hơn thì cảm thấy là cái xe của mình nó cũ, nhưng mà không phải, bao giờ cũng thế. Công nghệ thì nó luôn đi lên, nó luôn đi tới, chứ nó không bao giờ nó đứng im cả. Thậm chí những cái gì mình mua hôm nay thì ngày mai nó cũng là cũ rồi. Thế nên là việc mà mình nâng cấp những cái tính năng ở trên xe, ví dụ như là cái việc đơn giản nhất là lắp một cái Android Box hay là mua nâng cấp một cái màn hình, thì làm cho cái xe của mình nó cũng đáng yêu hơn. Những cái cung đường dài, những cái chuyến đi nó cũng thấy nó thoải mái hơn. Đấy là một cái lựa chọn không tồi tí nào cả. Thêm một cái xe cửa chuồng không có một cái gì cả, lắp thêm một cái màn hình lên mà cái gì nó cũng có, thì đấy mình nghĩ nó quá tuyệt vời. Chính ra gầm cái này lại có cái chuyện cãi nhau là sáng nay thấy ở trên mạng anh em chửi nhau là chuyện là lốp xe thì to, vành lốp thì mỏng, vành to nhìn nó đẹp thì hơn, hay là lốp dày mà vành nhỏ thì sướng hơn. Nhưng mình thì mình đúng thật là sau khi mà trải nghiệm rất là nhiều con vành to lốp mỏng rồi thì thấy là cái chuyện vành nhỏ lốp to nó vẫn là chân ái. Đẹp thì chỉ dành cho cái thằng ở ngoài đường nó nhìn thôi, chứ còn mình ngồi trong xe mình có nhìn được lốp đâu, đúng không? Thế nên là gì, là thôi cứ vành nhỏ lốp to êm rẻ thì nó mới là cái hay, chứ còn to đẹp thì chẳng lấy làm gì à. Lái sướng thì lái sướng thì nó cũng chỉ dành cho số ít người thôi, chứ không phải là dành cho đa số. Nên là anh em cứ bản base mà chơi, xong đó thì nâng cấp. Đó, nhìn không? Màn hình đẹp không? LED view. Quá đỉnh. Nhìn cái màu đen của cái màn 2K nó khác hoàn toàn so với cả những cái màu đen của những cái màn Full HD các thứ này khác. Đen này nhìn nó sâu thẳm, nhìn nó sang trọng hơn. Đấy. Thì không phải là chuyện quảng cáo bốc phét đâu, nhưng mà đúng thật anh em, cái đấy cái ai cũng biết. Cái màu đen là cái màu khó thể hiện nhất ở trên thiết bị điện tử, tivi đi biết cũng vậy. Anh em nhìn cái tivi xịn thì cái màu đen nhìn nó khác lắm, thì còn cái tivi mà rẻ tiền thì màu đen nhìn nó xám xám, trông nó chán. Vậy thôi, một cái clip cũng không dài, nhưng
để mà ví dụ như bảo cái clip này để đánh giá con Toyota Cross sau 7 vạn thì nó còn tốt hay không thì nó hơi buồn cười, bởi vì là xe Toyota thì anh em đi bét nhè cả 70 vạn chắc nó cũng vẫn như thế thôi, bởi vì nó chẳng có gì để hỏng cả. Thế nhưng mà thực tế ra là để giới thiệu cái màn này đó, nó kể cả anh em nhìn cái dưỡng này đằng sau nó cũng khá là phù hợp với cả cái xe này. Đương nhiên rồi, dưỡng thì người ta sẽ đo ni đóng nỉ cho từng mẫu xe một, thế nhưng mà cái màn hình này ấy, thì lắp lên xe nào cũng thế, và lắp lên con này thì nhìn nó cũng gọi là xi nhan là lên này đó, xi nhan thì cũng lên này, khá là ổn. Trường hợp mà chúng ta không lắp cái cảm biến số lốp theo xe theo của EK vào đây để nó lên đây thì chúng ta có thể thay đổi cái phần nhỏ dưới này đó. Ví dụ như để sang đây thì nó sẽ là báo thời tiết, cái này nó là một cái widget về thời tiết thôi, độ ẩm này, sức gió rồi các thứ đấy, thì có thể đổi được cái đấy hoàn toàn rất là dễ. Cũng như là đấy, chuyển sang thì chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ một cái ứng dụng nào, cũng như là YouTube chẳng hạn, nó sẽ thành những cái phím tắt để mà vào những cái phần mềm khác đó. Ở đây chọn được cả ứng dụng thì chúng ta có thể lựa chọn rất là nhiều, hiển thị thời gian hay là này thì khác các thứ vào đây cũng được. Nói chung là nó sẽ có những cái tùy chọn mà chúng ta có thể là tùy biến theo cái ý thích của mình lên trên con màn hình này, dựa trên cái giao diện fix lên như này, thì mình nghĩ nó là một cái hay. Thật ra để mà nói về đánh giá về một cái màn hình Android bây giờ thì nó cũng như rất là nhiều những cái điện thoại smartphone thôi. Cuối cùng thì nó cũng vẫn chỉ là sao cho người dùng người ta thuận tiện nhất, rồi là cấu hình thì càng ngày nó sẽ càng nâng lên. Thế nhưng mà nó sẽ không có sự khác biệt về mặt cấu hình, bởi vì là ai thì cũng sẽ lên 2K, ai thì cũng sẽ lên Android 12 thôi. Nhưng mà vấn đề là ông nào lên trước thì ông đấy nó sẽ là tốt hơn, ngon hơn. Thì tóm tắt lại là gì, là con Eliu Eliview này, màn hình Android 12 đầu tiên tại Việt Nam có cái tùy biến về về giao diện đẹp nhất, tiện nhất, có tích hợp G-Speed, có một đống hệ sinh thái đi theo, thậm chí là App Store của ông này thì nó còn được gọi là App Store về những cái ứng dụng cho màn Android lớn nhất luôn này. Anh em nhìn này, cực kỳ nhiều thứ luôn này. Đồng thời là tiếp theo là hệ thống giải trí dành riêng. Rồi nhưng mà cuối cùng là quan trọng nhất, những cái đấy thật ra thì anh em cài vào là được. Thế nhưng mà cuối cùng quan trọng nhất vẫn là cái giao diện này. Bởi vì những cái giao diện này là gần như là với những cái màn bình thường thì người dùng người ta không thể tự làm được. Và mỗi hãng họ sẽ có một cái giao diện riêng. Thế nhưng mà mình đánh giá giao diện của IK vẫn là ngon nhất. Vậy thôi, một cái clip chia sẻ về màn hình. Ai thích thì lên đời, con này tương đối đắt. Thế nhưng mà nó sẽ có cái bản rẻ hơn là bản Full HD, rồi bản HD, tất cả các thứ. Thế nhưng mà tựu chung là mua một cái mà sản phẩm của IK thì sẽ được 5 năm liền, 5 năm liền sử dụng tất cả những cái hệ thống miễn phí của họ. Thì đấy cũng là một cái mình nghĩ là đây gọi là tặng luôn rồi, chứ còn ai mà đi được cái xe 5 năm đúng không? 5 năm sau thì nó nhiều thay đổi lắm rồi, nhưng mà đại khái là đấy, nó sẽ kèm theo một hệ sinh thái. Quan trọng nhất vẫn là hệ sinh thái đằng sau. Như mình nói rồi, giải trí rồi là những cái phần mềm trên smartphone, ứng dụng theo dõi tất cả các thứ thì nó đi kèm, thì đấy là cái tiện ích mà cần phải có. Vậy thôi, thỉnh thoảng phải có một tí giới thiệu về đồ chơi cho anh em nhỉ. Thấy nhá.